Mến chào các em học sinh khối 8 đã đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Ở bài học trước, cô đã hướng dẫn các em cùng tìm hiểu về tranh cổ động và các bước vẽ tranh cổ động. Và bài này chúng ta sẽ nộp khi các em đi học lại. Bài học hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nền mỹ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20. Để bắt đầu buổi học, các em lấy tập để ghi bài và cùng mở sách giáo khoa trang 134. Vì đây là bài thưởng thức mỹ thuật nên cô yêu cầu các em tập trung nghe giảng. Còn những ý tóm tắt chúng ta sẽ gạch vào sách giáo khoa nhé. Phần tựa bài ghi, chúng ta sẽ ghi tựa bài, ghi các mục 1, 2 la mã, 3 la mã và 3 giai đoạn của mỹ thuật hiện đại phương Tây. Thì ở bài học này chúng ta có 3 nội dung. Nội dung đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đó là vài nét về bối cảnh xã hội. Nội dung thứ hai đó là tìm hiểu về một số trường phái mỹ thuật trong giai đoạn này. Và nội dung thứ ba là chúng ta sẽ cùng tóm tắt lại đặc điểm chung của các trường phái hội họa trên. Nội dung đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu vài nét về bối cảnh xã hội. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trên thế giới đã diễn ra một số các sự kiện lớn. Đầu tiên là sự ra đời của công xã Paris. Đây là hình ảnh công xã Paris mở cuộc họp ở các ủy viên công xã tại tòa thị chính. Đây là sơ đồ bộ máy của hội đồng công xã tháng 4 năm 1871. Và công xã Paris ra đời đã trở thành một nhà nước kiểu mới. Công xã Paris tuy là không tồn tại trong thời gian dài và kết cục thì đã bị sụp đổ một cách đẫm máu, nhưng những gì mà công xã Paris đã để lại đó chính là một dấu son trong lịch sử đấu tranh của giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Đây là hình ảnh các chiến sĩ công xã đã bị dồn vào chân tường nghĩa địa. Và đây là hình ảnh các chiến sĩ công xã đã bị xử tử. Sự kiện tiếp theo chúng ta phải kể đến đó chính là chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Đây là hình ảnh của các nước tham chiến thời bấy giờ. Và đây là hình ảnh một cái cuộc chiến đang diễn ra. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất là một cuộc chiến tranh rất khốc liệt, mang nhiều hậu quả nặng nề với quy mô rộng lớn trong các cuộc chiến tranh. Hậu quả của nó đã để lại là khoảng 10 triệu người chết và hàng chục triệu người tàn phế, và số tiền tham chiến đã lên tới khoảng 85 tỷ đô la bây giờ. Và cái cuộc chiến này, nguyên nhân chỉ là sự chênh lệch thuộc địa đã làm cho các đế quốc phải mâu thuẫn gay gắt và dẫn đến cái cuộc chiến vô nghĩa này. Sự kiện thứ ba chúng ta phải kể đến đó là Cách mạng tháng 10 Nga. Ở đây chúng ta đều thấy đây chính là hình ảnh của lá cờ có in hình của Lenin. Ở đây là hình ảnh của vị lãnh tụ của nước Nga, đó chính là Lenin. Cách mạng tháng 10 Nga thành công năm 1917
đã đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử nhân loại, hình thành nên nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Và đây cũng là nhà nước của giai cấp công nhân, mở đường cho sự phát triển, cho đường lối mà Bác Hồ sau này đã lĩnh hội được và đã sử dụng đường lối đó để thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam và đã dẫn dắt nhân dân ta đấu tranh giành thắng lợi và chống giặc ngoại xâm. Những sự kiện này đã làm thay đổi tình hình xã hội châu Âu và thế giới. Chính vì vậy cho nên là trong giai đoạn này đã khởi đầu các trào lưu mỹ thuật hiện đại. Chúng ta cùng tìm hiểu sang phần 2 La Mã, sơ lược về một số trường phái mỹ thuật. Thì chúng ta có 3 trường phái tiêu biểu trong giai đoạn này. Đầu tiên là trường phái hội họa ấn tượng, tiếp theo là trường phái hội họa dã thú, và thứ ba là trường phái hội họa lập thể. Vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đặc điểm của từng trường phái. Đây là câu hỏi để chúng ta có thể tham khảo trong sách giáo khoa, và sau đó chúng ta sẽ gặp những ý trong sách, trong cái phần tìm hiểu bài. Các em hãy tìm hiểu đặc điểm và kể tên một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của 3 trường phái: ấn tượng, dã thú và lập thể. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về trường phái hội họa ấn tượng. Trường phái hội họa ấn tượng thì vì sao có tên là trường phái hội họa ấn tượng? Nó xuất phát từ bức tranh ấn tượng mặt trời mọc của họa sĩ Monet năm 1840, được trưng bày tại cuộc triển lãm năm 1874 tại Paris, Pháp. Và với tác phẩm ấn tượng mặt trời mọc của họa sĩ Monet đã được lấy đặt tên cho trường phái hội họa ấn tượng này. Và đây chúng ta hãy cùng quan sát tác phẩm ấn tượng mặt trời mọc của họa sĩ Monet. Đặc điểm của trường phái này là họ không chấp nhận lối vẽ kinh điển khuôn vàng thước ngọc của lớp người đi trước, muốn đưa cảnh vật thiên nhiên thực vào trong tranh vẽ của mình. Vì thế cho nên là các họa sĩ ấn tượng rất chú trọng tới không gian, ánh sáng và màu sắc. Họa sĩ tiêu biểu thì chúng ta có một vài họa sĩ như là Monet, Manet, Seurat, Gauguin, Van Gogh, vân vân. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo một số những họa sĩ ấn tượng thuộc trường phái ấn tượng. Tác phẩm đầu tiên, đây là tác phẩm của họa sĩ Monet. Ngoài tác phẩm ấn tượng quang mặt trời mọc ra thì họa sĩ Monet vẽ rất là nhiều những cái tác phẩm khác nhau. Ông nghiên cứu rất là sâu sắc ông vấn đề mà thể hiện ánh sáng ở những nơi mà ông đã đi qua. Ví dụ như là một tác phẩm nhà ga của ông. Và không dừng lại ở đó, một số họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng đã tiếp tục tìm tòi sâu hơn và đã có những cái dấu ấn cá nhân đặc biệt hơn, cho nên là mới phát sinh ra trường phái tân ấn tượng và hậu ấn tượng. Tiêu biểu thì chúng ta sẽ cùng xem cái bức tranh chiều chủ nhật trên đảo Grand Sector của họa sĩ Seurat. Và họa sĩ Seurat này được mệnh danh là cha đẻ của hội họa điểm sắc. Và đây là ông thuộc trường phái tân ấn tượng. Nói đến họa sĩ hậu ấn tượng thì chúng ta phải kể đến, đó chính là họa sĩ Van Gogh. Ông là một trong những họa sĩ tài năng, và những cái tác phẩm của ông sau khi mất đi thì những cái tác phẩm đó là nó mới đạt đến giá trị của nó. Đây là tác phẩm Đêm ngàn sao của họa sĩ Van Gogh
Và sau này thì những cái trường phái khác khi mà họ tìm một cái hướng mới thì họ đều học hỏi, họ đều học hỏi từ các họa sĩ, một trường phái hậu ấn tượng, học hỏi và chịu ảnh hưởng của các họa sĩ trường phái hậu ấn tượng. Và điển hình đó chính là họa sĩ Van Gogh của chúng ta. Trường phái hội họa thứ hai đó là trường phái hội họa dã thú. Thì vì sao mà trường phái này có tên là dã thú? Vì tại vì trong cuộc triển lãm mùa thu ở Paris năm 1905, có một phòng tranh giới thiệu những cái tác phẩm mới đặc biệt dữ dội về màu sắc. Thì ở trong cái phòng tranh này có một cái tượng bằng đồng được thể hiện một cách rất là nụ nà. Cho nên là khi mà các nhà phê bình nghệ thuật bước vào thì họ đã thốt lên một câu là giống như là cái tượng đồng này nó được đặt trong một cái lồng dã thú. Và chính vì vậy cho nên là trường phái hội họa dã thú ra đời với cái tên là dã thú. Và đặc điểm của trường phái này là họ đã có sự cách tân về màu sắc một cách triệt để. Tranh của họ không diễn tả khối, không vần sáng tối, mà chủ yếu là sử dụng những mảng màu nguyên sắc, gay gắt và những đường viền mạnh bạo, dứt khoát. Họa sĩ tiêu biểu thì chúng ta có họa sĩ Matisse, Vallarmé, Van Engel, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vài tác phẩm của các họa sĩ thuộc trường phái hội họa dã thú. Tác phẩm đầu tiên chính là tác phẩm Khung cửa sổ của họa sĩ Matisse. Thì ở tác phẩm này chúng ta cũng thấy là gì? Ông ta đã sử dụng những cái màu nguyên sắc đỏ, vàng, cam, xanh, nhưng là tạo nên cái màu sắc rực rỡ trong cái bức tranh, làm cho khung cửa sổ có những cái gam màu rất là tươi vui và nổi bật. Tác phẩm thứ hai của họa sĩ Vallarmé. Thì đây là tác phẩm phong cảnh với những cây đỏ của họa sĩ Vallarmé. Được sử dụng những cái đường viền màu đen rất là mạnh bạo, rất là dứt khoát. Màu sắc cũng vậy, cũng sử dụng những màu nguyên sắc vàng, đỏ để làm nổi bật phong cảnh. Sau trường phái hội họa dã thú chính là trường phái hội họa lập thể. Và những người có công sáng lập ra trường phái lập thể đó chính là họa sĩ Rucker và Picasso. Họ là những người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các họa sĩ hậu ấn tượng. Tiêu biểu chúng ta biết đó là chính là họa sĩ Van Gogh. Đặc điểm của trường phái lập thể là đi tìm cách diễn tả mới, không lệ thuộc vào đối tượng miêu tả, tập trung phân tích giản lược hóa hình thể bằng những hình kỷ hà hoặc những khối lập phương, khối hình học, khối hình ống, vân vân. Họa sĩ tiêu biểu thì chúng ta có hai họa sĩ đi đầu, đó chính là họa sĩ Rucker và Picasso. Và đây là tác phẩm của họ. Tác phẩm đầu tiên, bức tranh phong cảnh được thể hiện theo phong cách lập thể của họa sĩ Picasso. Bức tranh thứ hai là bức tranh người phụ nữ với đàn guitar, cũng được thể hiện theo trường phái hội họa lập thể của họa sĩ Rucker. Thì
để tìm hiểu cái đặc điểm chung của ba trường phái hội họa này, chúng ta sẽ đúc kết lại ở phần ba la mã. Đặc điểm đầu tiên là họ là những nghệ sĩ trẻ và họ không chấp nhận lối vẽ kinh điển. Họ đòi hỏi trong tranh phải chân thật, phải khoa học, dựa trên cơ sở là quan sát thực tế và phân tích thiên nhiên. Đặc điểm thứ hai là xuất hiện rất nhiều họa sĩ và những cái tác phẩm nổi tiếng đã tạo nên một cái nền mỹ thuật hiện đại phương Tây phát triển rất là rực rỡ. Và sau khi chúng ta đã tìm hiểu về nội dung bài thì cô có câu hỏi củng cố sau đây. Mấy bạn, các bạn hãy nêu đặc điểm tiêu biểu của ba trường phái hội họa ấn tượng: giả thú và lập thể. Phần này thì sau khi chúng ta đi học lại, cô sẽ hỏi các bạn nha. Các bạn có thể viết câu hỏi ra tờ giấy hoặc ra tập để sau này có thể trả lời. Và đồng thời chúng ta cũng có thể nhớ bài luôn thông qua câu hỏi này. Về phần hướng dẫn học tập thì phần ghi bài như cô đã nói ở lúc đầu là chúng ta sẽ ghi tựa bài, ghi mục 1, 2, 3 la mã và tên ba trường phái hội họa vào trong tập. Còn trong sách thì chúng ta sẽ gặp những ý mà cô đã nêu trong sách. Về nhà thì các bạn có thể sưu tầm thêm tranh của các họa sĩ trong giai đoạn này và xem trước giúp cô bài tiếp theo, đó là tìm hiểu về một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20. Buổi tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Cô chúc các con luôn dồi dào sức khỏe để học tập tốt.